那你帮我走。 Phát xuống và sạc hết cả nước. Khó lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Bây giờ là các chú có chơi không? Chơi. Đã chơi. Chơi. Vẫn chơi thì ok, tôi sẽ thử nhảy phát nữa. Khó quá. Khó vãi trưởng. May quá nó không bục ra các bạn đây. Vẫn còn có thể trụ được. Hay vết. Đấy các bạn thấy không, tôi nghĩ là cái trò này thật sự là thấy rất là vui, nhưng mà nhảy xuống sặc nước khổ quá. Mẹ. Tí đã cho mấy thằng con này anh nhảy. Để ngang nào. Hy vọng là được. Vẫn không được. Khó phết. 5 lít nhau, ok đấy. Bây giờ là cho mấy thằng con này nhảy. Tôi chịu. Nhảy mà ngã liên tọa sặc nước khổ quá. Đấy, bây giờ thằng nào xung phong? Cho thằng Huy xung phong trước. Hot boy xăm trổ. Đấy, bây giờ nhá. Chú nhảy nhá. Chú bơi được từ đây sang bên kia 5 lít. Đấy. Chơi luôn này, vổ luôn này. Nhảy này. Không xa được thì là thằng đầu trăm bắt đầu vẫn không thể lên được, cứ được thăng bằng được cái này mà bơi sang bên kia gọi là đẳng cấp. Không thể xa được, một kiếm không được, vẫn không thể lên được. Rồi, tiếp tục đến từ vị trí của Huy. Dạ. À. Nhảy lộ luôn căng nha. Bơ ra là phải lên bơm đấy nha. Để anh. Vừa rồi đấy được khoảng 2 giây. Lại
Nhảy hay đấy, quả này hay đấy. Nhảy phát và qua cả này luôn, đúng được. Rồi bây giờ đến lượt Huy. Vẫn đang cố gắng để sang trên kiếm 5 lít mà không thể được. Ôi dồi ôi, vẫn không thể được. Ôi dồi ôi, vẫn không được. Lại đến giữa hồ bơi rồi. Vẫn không được, lại vứt vào cho Huy nhảy. Kéo tao để chân được. Đấy các bạn thấy không? Bây giờ là cho chúng nó chơi bẩn chứ không phải chơi đẹp nữa rồi. Mẹ bây giờ thằng này giữ cho thằng kia để tăng bằng được cái này không biết có sang được không. Như thế cho chúng nó giữ luôn cho 1 triệu. Đấy đúng rồi, cố lên các bạn, cố lên giữ cho nó chắc chắn luôn. Đúng rồi, bình tĩnh. Sắp được rồi, bơi đi em ơi. Bơi đây, đúng rồi. Ôi trời ơi. Vâng. Đấy. Rồi đi. Đi xem đi được không? Anh à. Anh đang mất tiền rồi. Ok. Anh đang mất tiền rồi. Sang được đến bờ bên kia và thằng kia lên được trên bờ mới được 1 triệu nhá. Được rồi. Mình đi nhá. Anh đang mất tiền rồi nhá. Nhưng mà phải nhảy được lên trên bờ. Ok luôn. Ok, thằng Huy mà không lên được bờ là không có tiền. Chết rồi, chết cha rồi, sắp mất 1 triệu anh em ơi. Anh đang mất tiền rồi nhá. Nó thằng Huy nó phải nhảy được đây trên bờ. Mày sang bên kia. Đường bên kia. Rồi chết nhà rồi. Mẹ cho chúng nó chơi bẩn mất 1 triệu. Thôi, thôi. 1 triệu cho thằng Huy. Thôi bây giờ đi chơi kiểu đấy. Giờ tự nhảy. Đấy xem nó có sang được không. Thằng kia chân nó dài nó mới đỡ được. Cái thằng này chân ngắn đỡ không mắt. Mày đi bố đi chậm lại. Đây. Thằng cu này, thằng cu da trắng này, thằng cu 100kg này nó giúp cái thằng hot boy xăm chổ bên dưới có 1 triệu. Bây giờ là cái thằng bên dưới này nó chơi khăm thằng này, nó những thằng này đi sang được bên bờ bên kia. Con vậy như lại đấy, đi đây. Còn có lên em. Khổ quá, giúp nó có 1 triệu, bây giờ nó đếch giúp lại. Cay không em? Cay không? Thằng mặt tồi. Thằng này tồi lắm này.
Cố lên em. Nắm rồi, nắm rồi, nắm lên, nắm từ từ thôi, đúng rồi. Chắc chưa Huy ơi? Chắc rồi đúng không? Vâng, đang bơi. Đấy, 1 triệu của chú cho hai thằng luôn, xem thằng nào bơi sang bờ bên kia phải lên được bờ mới là quan trọng. Đừng nói cái gì trong ạ, đừng nói. Nằm nguyên đi, đừng có cười. Cười run ngã đấy, thằng Huy đang tập bơi kìa. Ôi sang đến bờ bên kia được rồi, xong rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Sắp sang đến bờ rồi, bình tĩnh. Rồi, cứ nằm nguyên đấy, đừng động đậy. Nín tở em ạ. Ôi nó sang sắp đến bên kia các bạn. Chết già, sắp mất 1 triệu rồi. Má kìa. Trọng ơi, trọng, trọng ơi, mà chuẩn bị lên bờ này. Từ từ đi à. Phải lên được đến bờ mới có 1 triệu. Tôi tự sát đây. Đang không thành công. Làm cái này, mất 2 triệu rồi làm cái này. Có ai củ cái gì mà căng. Mất bố 2 triệu. Tự nhiên cho hai thằng nó chơi bẩn, bây giờ mất bố 2 triệu. Ok, tí nữa trao thưởng. Ok, bây giờ là mất 2 triệu rồi. Chả cần chúng nó thi làm gì cả, bây giờ là tôi nghịch. Đấy, bây giờ các chú giữ cho anh để làm sao mà anh nổi được anh bơi. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà không cần các chú giữ từ đây sang bên kia mà anh sẽ tự anh bơi, ok. Đấy, chỉ cần chúng nó giữ rồi tôi lên được thôi. Mất tiền rồi, bây giờ mình thôi. Không cần từng làm tôi đã rước à? Anh tự lựa anh làm hiểu không? Anh níu chơi bẩn với các chú. Ok. Bây giờ nhá. Bây giờ anh một mình anh sang bên kia không cần các chú trợ giúp. Hai chú mỗi thằng mất anh 5 lít. Em mất luôn 2 củ luôn. Em mất 2 củ luôn. Tiền đâu ra? Tiền anh thưởng. Tiền anh thưởng. Bây giờ lấy là mỗi thằng mất 2 củ luôn rồi. Giờ tôi một mình tôi sang kia hai thằng mỗi thằng mất tôi 1 củ là 2 củ. 2 củ. Anh ngã quả dập đít đâu á. Cố nằm cho anh lên đây, không anh trơn anh ngã. Rồi, rồi, giữ rồi. Anh còn không đứng nổi đây. Nghe chưa? Anh bay đi. Anh bay đi. Anh bay đi. Anh bay sai nhờ. Ở đây. Chú thích anh không giảm 1 triệu nữa không? Chưa cầm tiền trong tay đã chơi tôi ở đây được. Hai này. Được. Để vào. Đó là chưa bẩn tí trừ 1 triệu. Trừ 1 triệu thì hết rồi nào. Thế ai mà chưa bẩn người ta nhảy vào đấy để giúp ta. Không nhảy nữa. Giờ là phá thủng rồi thủng rồi. Đây là thằng quay phim nó che mặt đấy nhỉ. Anh Minh cầm vào đây. Ok, có lẽ là bây giờ tôi sẽ kết thúc clip ở đây. Hy vọng tất cả các bạn đang xem clip tôi hãy ủng hộ clip của tôi nhiều hơn nữa bằng like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye anh em.